Chào mừng quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cài đặt cái ví AVAX nó chạy trên cái mạng lưới Avalanche. Rồi, bước thứ nhất, quý vị hãy truy cập địa chỉ wallet.avax.network. Rồi, thì quý vị để ý ở đây, mặc định nó là ngôn ngữ tiếng Anh. Quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt. Đó, hiện tại ví AVAX hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Đó, trong đó có tiếng Việt. Đây là một cái điều rất chi là thuận lợi. Rồi, thì để tạo một cái ví mới, quý vị chọn tạo ví mới. Quý vị chọn tiếp vào tạo cụ từ khóa. Ok, thì đây là 24 cái dãy ký tự. Quý vị phải sao chép và lưu lại thật cẩn thận. Tuyệt đối giữ bí mật 24 cái ký tự này. Rồi, sau khi sao chép xong, quý vị tích vào ô tôi đã ghi lại này. Chọn vào truy cập ví. Ở cái bước này, quý vị hãy xác nhận là mình đã sao chép lại 24 cái ký tự ví này. Đó, ví dụ ở đây là ô số 5 còn thiếu này, tôi sẽ xác nhận vào. Ô số 8 còn trống này. Ô nào còn trống, quý vị hãy xác nhận. Ô số 21 này. Và ô số 23. Nhập xong, quý vị chọn vào Verify. Rồi, một thông báo chúc mừng, quý vị chọn vào truy cập ví. Rồi, thì đây là giao diện của cái ví AVAX Wallet. Mặc định ở đây, quý vị để ý sẽ thấy cái biểu tượng mã QR code cũng như là cái địa chỉ ví của quý vị. Đó. Thì mặc định ở đây, nó là cái exchange. Quý vị lưu ý, rất nhiều người hay bị nhầm lẫn cái exchange C chain và P chain. Thì cái mạng lưới Avalanche nó có 3 cái chain. Đó, thì cái ví này nó mặc định ở đây là địa chỉ exchange nhé. Đó, exchange thì hiện nay rất nhiều các sàn họ đã hỗ trợ cái mạng lưới block exchange này để quý vị có thể rút từ các sàn về cái địa chỉ ví thông qua cái exchange đó. Rồi, quý vị cần lưu ý cái menu, cái cột menu ở phía bên tay trái màn hình này, đó, gửi thì ở đây. Cũng như bình thường, quý vị nhập số lượng vào cái ô email này, nhập địa chỉ này, mã memo nếu có, rồi xác nhận, gửi. Cái thứ hai là cái cross chain, quý vị cũng cần phải quan tâm này. Đó, cross chain. Thì ở đây, quý vị có thể chuyển đổi giữa ba chain là X chain, P chain và C chain. Đó. Mặc định quý vị chuyển AVAX qua cái cổng là X chain thì quý vị có thể để nguyên là X chain và quý vị muốn chuyển sang cái mạng lưới P chain hoặc là C chain thì quý vị chọn ở cái ô bên dưới này. Đó. Thì nó sẽ có thông tin ở bên này. Từ X sang C này. Cái cổng C chain thì hiện nay rất ít sàn họ mới thiết lập. Có thể sắp tới nhiều sàn lớn họ sẽ mở cái cổng C chain thì quý vị cũng sẽ không cần phải sử dụng đến cái cross chain này. Đó. Quý vị cần phải sử dụng cái cổng C chain để giao dịch các
coin, các token DeFi. Đó. Và khi quý vị có AVAX exchange ở đây rồi, quý vị muốn chuyển sang C-chain thì quý vị để từ exchange chuyển sang C-chain và quý vị cũng nhập cái số lượng vào đây. Đó. Phí ở đây thì cũng rất rẻ, không có gì cả. Rồi quý vị chọn vào xác nhận thì AVAX nó chuyển sang cái C-chain, nó sẽ hiển thị ở trên ví của quý vị. Rồi quý vị cần lưu ý cái phần quản lý này nữa này. Đó. Thì đây quý vị cũng có thể lưu xuất cái khóa công khai cụm từ ghi nhớ trong trường hợp quý vị chưa lưu lại. Đó. Xuất khóa này. Ghi nhớ các khóa xuất khóa xem cụm từ khóa. Đó. Rồi. Và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.